Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tiếng kêu xé lòng của nạn nhân nhưng kẻ lừa đảo vẫn nhởn nhơ. Ông Tổng nghĩ sao đây? Mô hình đa cấp đang nở rộ tại Việt Nam đầu những năm 2000 với trò lừa đảo mô hình Ponzi rất mới mẻ với người Việt. Lúc đó công ty Sinh Lợi là công ty tiên phong trong trò lừa đảo này. Khi những trò lừa đảo bị vạch chân thì đến năm 2006 nó lại mọc đầu mới để tiếp tục lừa đảo người dân. Thời đó lừa đảo đa cấp còn dễ ăn, nay lừa đảo đa cấp thuần túy khó lừa được nhiều người thì nó lại đội lốt công nghệ. Lợi dụng nhiều người không dành về công nghệ nên nhóm lừa đảo của Hồ Ngọc Phương và Lê Ngọc Tuấn tha hồ lừa cho người dân sạch túi. Nếu nhóm này lừa một lần rồi trốn đi thì có thể lý giải Bộ Công an tắc trách. Nhưng nhóm này ngang nhiên thực hiện lần hai và hại rất nhiều người nhưng vẫn thách thức thì đó là sự đồng lõa dường như từ Bộ Công an chứ không còn là chuyện tắc trách nữa. Đây là hình ảnh những lá đơn kêu cứu. Người dân đã gửi hàng ngàn lá đơn tố cáo lên công an các tỉnh thành, nhưng đều chịu chung một số phận là bị phủ đầu, dọa nạt và dập đơn. Người dân quá bức xúc đã tập hợp làm đơn tập thể lên Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đã được chuyển đơn về các tỉnh để điều tra. Sau khi chuyển đơn về thì các tỉnh có gọi lên lấy lời khai cho lấy lệ. Còn có tỉnh còn không thèm gọi người dân lên làm việc. Người dân đã chủ động liên lạc thì bảo chờ xếp lịch, đến nay đã 6 tháng nhưng cũng chưa có lịch gặp nào cả. Trong lúc đó, hàng loạt trang web cùng hình thức thủ đoạn lừa đảo thì bị bắt, ví dụ Hiptonthion, Vista Forex và nhiều trang khác, vì các sàn này không có bảo kê chống lưng. Bởi sự dung túng trắng trợn mà nhóm lừa đảo ngang nhiên mở ra hàng loạt trang web khác như MarketCoption, Ucastria, vân vân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời trên diện rộng để vơ vét tài sản trong dân. Mong cộng đồng mạng hãy chia sẻ, tạo dư luận để bóc trần bộ mặt của tổ chức lừa đảo khét tiếng này. Đây là thông tin được những nhóm bị lừa đảo đưa ra. Đây là hình ảnh, cả những người già cũng là nạn nhân, ông Tổng Bí Thư nghĩ sao đây? Hiện nay số tiền người dân bị lừa đã lên tới 40.000 tỷ đồng. Nhóm lừa đảo lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nạn nhân tố cáo vào Bộ Công an thì cứ cù nhảy, quần cho qua nạn nhân, nản mà bỏ cuộc. Chính người trong Bộ Công an cũng yêu cầu bãi nạn, nạn nhân thì giấu tên cũng bức xúc mà cấp thông tin ra ngoài. Nói đến công an thì không chỉ người dân khiếp sợ mà ngay cả có những người có lương tri đang công tác trong ngành cũng không dám nói thẳng vì quá nguy hiểm. Chưa có thời nào mà Bộ Công an lại ngang ngược và bất chấp như thời này. Ông Nguyễn Phú Trọng đang dựng lên một cái lò khổng lồ để xử lý những quan chức mà ông cho là thoái hóa biến chất. Và ông đã dùng Bộ trưởng Bộ Công an như một cánh tay đắc lực cho ông. Nhưng ông có biết rằng Bộ Công an dưới bàn tay của ông Đại tướng Tô Lâm hiện nay đang làm ngơ cho các tổ chức tội phạm công nghệ có quy mô rất lớn hay không? Đây là hình ảnh người dân đang rất cần ông Tổng Bí Thư đại phẫu ngành công an. Ông Nguyễn Phú Trọng đã khôi vụ Việt Á và lòi ra hàng loạt quan chức từ cấp bộ đến cấp tỉnh dính chàm. Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ cũng đều dính như vậy. Vậy ông Tổng có nghĩ rằng Bộ Công an dưới bàn tay của ông Tô Lâm có tốt đẹp gì hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng kêu gọi rằng chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Thì tại sao ông không cho điều tra ngay trong cơ quan điều tra vậy? Thực chất Bộ Công an đang có rất nhiều vấn đề. Người dân oan đang réo những tiếng kêu xé lòng, nhưng liệu ông Tổng Trọng có nhìn thấy hay không? Người dân muốn rằng ông hãy soi kỹ vào Bộ Công an, nơi đó có rất nhiều vấn đề cần phải làm mới lại để nhằm bảo vệ an ninh và tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de. Quý vị hãy chia sẻ video này vào Facebook và YouTube của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng trao quyền cho con trai bà Dũng, Nguyễn Thanh Nghị 1, Hồ Đức Phước 0. Qua nhiều lần đá lộn sân sang thị trường tài chính, nhiều người thì cho rằng ông Nguyễn Thanh Nghị đã lạm quyền, đặc biệt đã động đến nhóm lợi ích tại Nghệ An như ông Hồ Đức Phước. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Thanh Nghị dám làm như thế cũng có cái lý của ông ta. Thế lực của Nguyễn Thanh Nghị không hề thua kém ông Hồ Đức Phước. Ông Nghị có cha
là cựu thủ tướng và thủ tướng đương nhiệm lại là người thân quen của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng, nên ông Nghị có cơ sở để chõ mũi vào chuyện của người khác. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đã trao quyền cho Nguyễn Thành Nghị. Được biết, ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, được ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, giao làm tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn và vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại các địa phương. Đây là sự ưu ái thấy rất rõ ràng. Ông Phạm Minh Chính đã ủy quyền cho ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng, ký quyết định số 1435 thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại các địa phương trong cả nước. Theo như quyết định, tổ công tác của ông Thủ tướng Chính phủ là tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị làm tổ trưởng. Hai tổ phó bao gồm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sình. Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại quyết định này. Mới đây tại Hà Nội, trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng đã giao cho ban này các vụ án được đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo, bao gồm vụ việc sai phạm xảy ra tại dự án tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại và dịch vụ khách sạn, nhà ở, trường học ở 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vụ việc sai phạm trong cổ phần hóa tại công ty Tín Nghĩa, Đồng Nai. Vụ việc sai phạm xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi, 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Các dự án đang được ông Nguyễn Phú Trọng xua quân kiểm tra và bên chính phủ, ông Phạm Minh Chính cũng cho lập ban kiểm tra. Không biết hai bên phối hợp hay độc lập với nhau. Nếu phối hợp thì các dự án khó mà thoát, nếu độc lập thì đôi khi bên chính phủ muốn che mắt bên ban bí thư những sai phạm, phải chăng là như vậy? Đấy là vấn đề giữa bên chính phủ và bên ban bí thư. Nói về chính phủ, rõ ràng ông Phạm Minh Chính đang sủng ái ông Nguyễn Thành Nghị. Việc ông Nghị làm trưởng ban và phó ban, cả bạn phó thống đốc ngân hàng nhà nước thì xem ra ông Phạm Minh Chính đã quyết định để ông Nguyễn Thành Nghị xen vào vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, lĩnh vực mà Hồ Đức Phước đang quản lý. Hiện nay, ông Nguyễn Thành Nghị đang có tham vọng vào Bộ Chính trị. Ông Hồ Đức Phước cũng đang có tham vọng như thế. Nếu cạnh tranh một suất vào Bộ Chính trị cho 3 năm, thì có vẻ như ông Nguyễn Thành Nghị đang gặp thuận lợi hơn rất nhiều. Phe Nghệ An thì rất mạnh với ông Vương Đình Huệ là người có quyền lực lớn nhất. Không biết nhóm lợi ích này có ủng hộ ngầm ông Hồ Đức Phước hay không, nhưng rõ ràng với bên nổi không thấy họ ủng hộ gì. Riêng ông Nguyễn Thành Nghị thì đang được ông Thủ tướng hậu thuẫn ra mặt. Như vậy là trong chính phủ, ông Nguyễn Thành Nghị đang dẫn trước ông Hồ Đức Phước 1-0. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đang xây dựng tương lai cho con trai cả rất tốt, ít nhất là cho đến hiện tại. Nguyễn Thành Nghị cho thấy ông cũng rất nhạy bén về mặt chính trị, biết làm chính sách để lấy tiếng, biết liên kết với Thủ tướng để soi những sai phạm khác trong các bộ. Có thể nói Nguyễn Thành Nghị hiện nay đang kiêm luôn vai trò của thanh tra chính phủ. Không biết nhóm lợi ích Nghệ An sẽ đáp trả như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ đợi thêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Thủ tướng trao quyền cho con trai bà Dũng, Nguyễn Thành Nghị 1, Hồ Đức Phước 0. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.